Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo, sức khỏe mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. tử vi tuổi tân hợi 1971 tháng 6 âm lịch. Nhiều chuyên gia phong thủy nhận định rằng tuổi hợi là một trong những tuổi có trí thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi hợi không những tài giỏi nhanh lẹ mà còn giàu lòng vị tha luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn. Đặc biệt những người tân hợi sinh năm 1971, họ rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu vì thế mà họ có kiến thức rất rộng, hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Không chỉ vậy mà họ luôn là người đem đến niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tân Hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1 tổng quan tử vi tuổi tân hợi trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Cô chú tuổi tân hợi 1971 mệnh thoa xuyến kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm, nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi tân hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Vào tháng 6 âm lịch, cô chú tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của cô chú tuổi Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của cô chú, vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn tháng này, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến cô chú mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, cô chú cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Tân âm kim gặp ất âm mộng nên gọi là thất sát, trong tháng này các gia chủ tuổi tân hợi nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó năm 2021 Thái Tuế là Sửu để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, và xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi tân hợi sinh năm 1971 để mang lại tác dụng phong thì tốt nhất hiện nay, vậy nên cô chú hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Hai, vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi Tân Hợi qua từng phương diện. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Vì tuổi Tân Hợi nằm trong tam hợp với Mùi, mà tháng 6 là tháng ất Mùi nên những cô chú tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Cô chú tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của cô chú Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của cô chú, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng. Tuy nhiên, cô chú sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc có điều cô chú cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao nên dĩ hòa vi quý là hơn đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn cãi cọ với đồng nghiệp bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn đừng lo chuyện bao đồng dù làm gì cũng nên thận trọng từ lời nói đến hành động của cô chú đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn thậm chí khiến cô chú vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cắt trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho cô chú tuổi tân hợi sinh năm 1971 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tháng này cô chú có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết cô chú sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà cô chú chưa bao giờ đạt được trước đây. Tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần cô chú nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, cô chú cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu cô chú không biết cân đối tài chính thì tiền của cô chú sẽ không cánh mà bay. Cô chú cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc cô chú cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này đặc biệt để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này thầy gia cát khuyên cô chú tuổi tân hợi hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ cô chú trong công việc trong làm ăn và kinh doanh từ đó mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi và thành công hơn áp lực kinh tế sẽ được giảm bớt thứ ba về mặt tình cảm gia đạo tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho cô chú tuổi tân hợi nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ cô chú có thể thu hút nhiều người khác giới mà cô chú cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp một số người khác giới có thể giúp cô chú nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của cô chú và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản tài chính của cô chú các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho cô chú và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân cô chú chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà cô chú chẳng thể chối từ. Cho nên để kích hoạt vận đào hoa, thầy ra Cát khuyên cô chú tuổi tân hợi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, hợi mão mùi với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời những cô chú tuổi tân hợi còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của cô chú tuổi tân hợi trong tháng 6 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần cô chú tuổi hợi có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của cô chú. Cô chú cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của cô chú trong tháng sau. Các cô chú tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 hãy luôn mang theo bên mình Pháp khí Phong Thủy Minh Quang Pháp Bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất Thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của cô chú Tân Hợi sinh năm 1971. 3. Ngày Cát Lành và Ngày Đại Kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi Tân Hợi. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch tháng ất mùi có nạp âm là sa trung kim. Tháng mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành một cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tiệt sửu. Đối với người tuổi tân hợi trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 6 năm 2021, tức ngày 20 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là kỷ tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 6 năm 2021, tức ngày 1 tháng 8 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là tân tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi tân hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để cô chú tuổi tân hợi tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch 8 tháng 6 năm 2021, tức ngày 17 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hòa. Thứ hai là ngày âm lịch 20 tháng 6 năm 2021, tức ngày 29 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.